Nước bằng em đâu? Dạ anh không biết em ơi. Nước bằng em đâu, em bóp thịt nè. Nè. Nè, em bóp nè. Hello, xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Zizi. Cái gì cũng đã, xin chào mọi người, mình là Zizi. Và hôm nay thì mình vừa nhận được một cái tin là nút vàng của Zizi đã về rồi. Và Zizi thì chưa biết cái tin này. Nên là mình hôm nay mình sẽ lên mình lấy cái nút vàng đấy và mình khoe với Zizi xem cái cảm xúc, cái cảm xúc của Zizi mà khi mà nhìn thấy cái nút vàng của mình ấy, nó sẽ như thế nào. Ok, đi theo mình nhé. Và bây giờ mình đã đang ở nơi mà chứa cái nút vàng của Zizi. Đấy, mình vào mình tìm nhá. Hello em, anh nghe nói là cái nút vàng của Zizi về đúng không em? Dạ rồi. Bây giờ Zizi nhờ anh lấy hộ anh, em để đưa anh giữ cho Zizi được không? Mình đi đâu vậy? Zizi nó đi ỉa rồi. Zizi nó đi ỉa rồi. Ôi to này. Ok, thank you em. Bây giờ em nút vàng của Zizi rồi, mình không biết mình có nên chôn, mình đập xem cảm ứng của Zizi như thế nào không nhỉ? Mình mang về trước mặt Zizi đập nhé. Ok, thank you mọi người. Ok, và hôm qua thì mình đã lấy cái nút vàng của Zizi mình giấu ở bên kia. Hôm nay thì Zizi đã đến công ty rồi và bây giờ nó vẫn đang cưỡi mình đến trước mình trêu đó. Bây giờ mình vào mình sẽ dụ nó sang bên kia để mình sẽ cho nó bất ngờ. Hey! Hey! Anh làm gì đấy? Anh hơi giật mình. Làm gì đấy? À quên mất, em vẫn đang giận anh. Giận cái gì? Chứ đang thu âm. Thu âm gì? Anh có cái này hay lắm. Không! Chị nhờ ơi! Đi ra đi cho em không anh. Nhưng mà anh có cái trò này hay lắm. Trò gì? Có một thứ anh muốn tặng tặng em. Đi đi. Thôi tặng thôi, không tặng này hết rồi, lần thề không thề ra thôi đi mà đừng đi đừng có quay qua giữa trơn anh ơi, anh không giận anh mà vào đây không thì vào đây không thôi quên mất mình đang giận. Xin lỗi thôi, xin lỗi. What the hell? Bây giờ tặng cái này nhá. Anh chuộc lỗi. Tặng gì? Anh đâu mà anh cũng. What the fuck was that? Làm gì? Mà anh cũng. Kêu em khóc xong bắt đầu anh đi xin lỗi. Thì phải có thế mới vui chứ. Không có vui. Vui. Không. Vui chứ. Không vui. Người ta phải dồn đối phương về những cái sự đau khổ rồi người ta mới cho một cái gì đó là nó bùng lên chứ. Để mình xem cái món quà chuộc lỗi của Long Si là cái gì, có làm mình vui hay không. Thế thực ra ngày hôm qua Long Si như một thằng đàn bà. Ý là làm cho mình giận xong cái là không có quan tâm mình xong bỏ mình khóc kìa mọi người. Đáng giận không? Cái gì mà to này? Mở ra đi. Anh điêu khắc tranh em, anh làm tranh hả? Anh vẽ thằng tranh tặng em đấy. Ôi người, cái này là nút vàng không? Mở ra đi biết, nút bạc ấy. Anh làm, anh nhắn mắc, em đã được thông báo là nút vàng sẽ về đâu. Ê, tính ra em còn chưa đăng nhập mã để lấy nhận nút vàng luôn á. Em biết cái gì đâu. Không, okay. Người biết nhiều nhất là anh nè, anh đi việc biết. À, rách mất cái bạc rồi. Em làm rách mất, em làm rách mất cái hồ rồi. Ra chưa? À quên mất, mình mới làm móng. Ý. Ôi, mình làm rất bồng, mình xót xa quá, phải nâng niu em nữa. Vâng. Tại vì đây là tình cảm của mọi người đã dành cho mình mà. Cho nên mình mới có được nút vàng như ngày hôm đây. Nay đó. Yeah. À em là người khui hộp, em là người khui hộp. Cắt đầu anh bây giờ. Tắt đi. Tắt đi. Thôi, bác đi. Xin lỗi đi, đã rồi bác. Xin lỗi. Mọi người bắt đầu sẽ được thấy được một cái vầng hào quang nó phát ra từ cái hộp này. Đây, để mình sẽ cho mọi người coi. Một vầng hào quang. Hai, anh mở bên kia cho em nha. Đây này. Hai, này, hai, ba. Hào quang đây. Đây là thư của anh YouTube. 1 million subscriber. Maybe you are. Đây chính là bức thư mà YouTube đã gửi đến cho mình. Nói chung là đại loại nó là chúc mừng mình đã được nút vàng đấy. Ta da. Bắt đầu đây. Để vầng hào quang bắt đầu nè. Hai ba. Chơi đi. Trời. Không. What the hell? Trời ơi, có biết mùi gì không? Không mùi gì không? Không mùi của sự yêu thương. Bắt đi. Wow, xuất sắc. Anh cắt cái hộp
hộp cho em đi. Trời ơi, mình cảm thấy cái nút vàng này nó thúi quá. Ôi, trong này có một hạt trống ổn. Sao còn cái gì nữa này? Tem à, đèn. Thúi quá. Cái này chính là cái thứ đã khiến cái nút vàng của mình bị thúi mọi người. Đây là chứng nhận. Ừ, giấy chứng nhận. Đây là giấy chứng nhận là nút vàng thật. Đúng rồi, chứ không phải là rất là fake. Đây nè, nghĩa là ý người ta bảo là đây nè em nha ha. Đây nè, nghĩa là ý người ta bảo là đây nè em nha ha. What the hell? Cái mục tiêu tiếp theo của mày đã có nút vàng rồi và nút kim cương chuẩn bị thuộc về mày đó. Ý là nói với mình vậy đó. Trời ơi, đúng không anh? Ui. Mọi người ơi, hãy cố gắng giúp mình để mình có thể đạt được nút kim cương này nha. Ôi, nút vàng bị bẩn rồi. Ôi. Ôi. YouTube kỳ thật. YouTube kỳ ấy. Nè, bẩn đấy. Trời ơi là trời, làm cho con nhỏ cái nút vàng đó mà cũng để bẩn nữa. Em đi kiện được không? Tức kìa. Trời ơi, mọi người. Ok, cuối cùng mình cũng đã cầm được trên tay chiếc nút vàng của chúng ta rồi. Yeah. Và thực ra là cái chiếc nút vàng này không phải chỉ của mỗi riêng gì, là cũng là của Long Si và là ekip của Di, cũng như là của các bạn fan đã luôn ủng hộ Di, đúng không cả nhà? Nếu như mọi người thấy đúng thì hãy like cho Di nha. Cảm nhận của anh như nào anh? Cảm nhận của anh khi mà cái nút vàng này á, không phải của anh nhưng anh cũng It's a trap. Của chúng ta mà. Đi mà. Nè. Gì? Nhưng mà ai cũng biết rằng đây là của Long Si và Gigi mà. Nhưng mà nhiều người chỉ có Gigi thôi. Nhưng mà em người ta biết là đây là chúng của kênh của chúng ta mà. Kênh của Gigi thôi nên đây. Nào. Nào anh không có anh. Ôi được rồi, cảm nhận của anh nhé, anh cũng thấy chúc mừng em, vui thay cho em. Chúc mừng chúng ta. Chúc mừng chúng ta. Trong thời gian qua chúng ta đã từ 100k sắp và chúng ta vọt đến tận hơn triệu sắp, gần 9 tháng. Nói chung là mình cũng cảm ơn mọi người, tại vì mình để mình kể cho mọi người nghe, mình là mình chưa bao giờ mà mình nghĩ rằng là cái đợt mà mình mới làm YouTube này, cái không, thực ra là đợt đó là up clip lên chơi thôi, xong tự nhiên cái đùng xong cái đợt nhận nút bạc là một cái điều là mình cảm thấy mình không ngờ rồi. Thì nút bạc rồi thì mình bảo là trời ơi, nút bạc là may mắn nhất, lớn nhất của cuộc đời mình khi mình làm YouTube rồi, cho nên là mình không dám mơ đến cái nút vàng. Nhưng mà không thể ngờ rằng là sau gần 9 tháng cái chiếc nút vàng này nó đã về tay mình. Ôi, cái này mình phải cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã ủng hộ Di, cũng như cảm ơn tất cả các ekip. Chú sai chiếc này. Cũng như cảm ơn ekip của Di, cũng như là cảm ơn Creatory và Long Si của mình. Che mặt, nút vàng che mặt rồi đấy. Tại nó cao quá. Và đặc biệt Di xin chân thành cảm ơn các idol của Di thì đã luôn bên cạnh và ủng hộ Di. Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ vào group FC của Di, đó là Di và xưởng chế tạo idol nha. Trời ơi, nói chung là vào group đó thì không có gì ngoài cái sự dìm hàng đâu. Thật sự mình chưa bao giờ mình được đẹp một lần nào đó trong cái group đó. Ê, hình như anh chưa vào group của em. Em có mời đâu mà vào. Trời ơi, tự giác đi trời. Tôi không thích tự giác, tôi phải được mời cơ. Tôi cũng phải là một loại thèm thuồng. Tôi phải được mời, tôi phải vào. Cái gì? Dặn đi. Nhận luôn rồi. Cháu xin lỗi. Em thương anh nhất đấy. Em cắt đồ anh bây giờ. Bắt đi. Chính là em mời anh vào nhất. Thế là vai của em. Nó bột luôn. Ok, thì thực ra mình cũng không biết nói gì nhiều nữa, cho nên là có gì thì mình thích ghi dưới phần comment nha mọi người. Ok. Ôi, mình soi gương lắm nè mọi người. Trời ơi, mình chưa bao giờ thấy một con nào mà tập quá vậy ta. Đây là cái gương này hay là do mình nha mọi người? Em thấy mập quá à. Nhiều gương. Ok, sao mặt mình gầy vậy? Em thương anh cameraman nhất luôn á. Anh cameraman toàn khen em gầy. Anh ạ. À. Toàn chê em gầy ấy. Mẹ em nhiều nữa. Nè he, anh đang cà phê em đúng không? Nè he. Ok. Anh Ken là gì? Ken bư cụ. Còn anh này là gì? Thế... Nhỏ nhỏ cụ. Thế minium. Tại biết sao còn chừng này nè mọi người. Chừng này. Ngày hôm trước là mới tặng người lên mê sai cái gì đó. Ok, và đợi em một xíu nha. Anh ơi, đợi em một xíu nha. Anh bỏ lại vào đây nhá. Anh bỏ vào đóng khung đặt hàng nhá. Chị Di à, nếu mà chị có đang xem video này thì chúc mừng chị. Cái nút vàng của chị đã bị em đem đi mất tiêu rồi. Hết vàng rồi. Tự kiếm đi. Nút vàng đâu? Nút vàng em đâu? Đồng quý.
nói cơ. Anh không biết. Em không bóc trên, em không dưới nha. Rồi, anh không nói Pikachu. Nè. Anh không nói Pikachu. Sao tận chân trần lên mắt. Đố chị kiếm, đố chị thấy được em. Lúc đoàn em đâu? Dạ, anh không biết em ơi. Lúc đoàn em đâu, em bóp thịt nè. Anh nè. Em bóp nè. Thôi. Trời mà của anh. Thấy lúc đoàn em đâu, em không bóp, bóp vũ mà em bóp nha. Trời ơi, chưa? Nè, nghe anh nói nè, em hỏi Yên Nhi. Ờ, Yên Nhi, nhưng mà anh là người đó thủy mà nè. Ở dưới cái tủ em ạ. Ở dưới cái tủ. Vì á, tại vì là nãy là đây là đông người nên ảnh không chịu quá. Chứ mà nếu mà ít người là ảnh xe ra rồi. Em cứ bóp đi, bóp đi. Bóp đi. Ok.